Ban biên tập xin cảm ơn và kính chào quý khán thính giả đã luôn quan tâm đến bản tin của kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại quan điểm riêng của mình ở bên dưới phần bình luận để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất và chính xác nhất đến từ kênh Thời sự quốc tế 24 giờ. Và ngay bây giờ, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thế giới mới nhất của chúng tôi ngày hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Anh lo sợ sơ tán 200 máy bay, giáo gãy khiên thủng, NATO đọ sức với Nga, Putin như thế nào? Sự thật gây sốc, uất ức vì mua F-35 đều, chính đồng minh Mỹ bơm tiền cho Nga làm Su-75. Và sau đây là nội dung chi tiết, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Anh lo sợ sơ tán 200 máy bay, giáo gãy khiên thủng, NATO đọ sức với Nga, Putin như thế nào? Ngay như anh, một cường quốc NATO do lo sợ một trận trên châu cảng cũng vội vã tìm cách sơ tán 200 chiến đấu cơ, thì các nước còn lại sẽ ra sao khi Tổng thống Putin ra tay? Chúng ta hãy trở lại với tuyên bố thản nhiên như không của Tổng thống Nga Putin trong sự cố vũ trang bởi khu trục hạm MHS Defender của Hải quân Anh thách thức chủ quyền Nga trên Biển Đen. Ngay cả khi chúng tôi đánh chìm con tàu này, rất khó để tưởng tượng rằng thế giới sẽ đứng trước bờ vực của một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Bởi vì những người làm điều này biết rằng họ sẽ không thể chiến thắng từ cuộc chiến này. Như tôi đã nói, đằng sau tuyên bố này có rất nhiều ẩn ý mà các nhà phân tích quân chính phải tốn giấy mực. NATO giáo thì cùn, gãy, chúng ta hãy tưởng tượng. Vào thời điểm hiện nay, nếu Mỹ rút khỏi NATO thì 29 thành viên còn lại sẽ ra sao khi đối đầu với Nga? NATO sẽ giải tán ngay và luôn và chắc chắn 100% số thành viên này sẽ nhào nhác chọn phe Nga hoặc Mỹ. Như vậy, 29 thành viên NATO gồm cả Anh, Pháp đều dựa vào ô an ninh của Mỹ để tồn tại và hoạt động, đúng như Putin đã ám chỉ. NATO hung hăng khiêu khích Nga tiến về phía đông, xâm hại lợi ích an ninh Nga như tại Nam Tư, tiến hành tập trận đe dọa và lật đổ các quốc gia láng giềng của Nga. Tất cả hoạt động đó của NATO dựa trên một học thuyết tư tưởng quân sự là Nga sẽ không dám làm gì bởi Nga không thể thắng Mỹ trong cuộc chiến hạt nhân vì Mỹ là quốc gia bất khả xâm phạm và Mỹ luôn chiếm ưu thế quân sự trước Nga. Từ đó điều năm NATO như là một sự răn đe đáng gờm và có giá nhất đối với Nga. Quả thật như vậy, cho nên ngay cả các thành viên NATO yếu nhỏ vẫn dám khiêu khích đối đầu quyết liệt với Nga. Ukraine muốn gia nhập NATO để giải quyết lãnh thổ mà không sợ Nga can thiệp. Thế nhưng bây giờ tư tưởng đó đã bị sụp đổ khi tình thế đã ngược lại hoàn toàn. Thứ nhất, sự bất khả xâm phạm của Mỹ đã bị sụp đổ và đuổi sang Nga, nghĩa là người Nga có thể đánh chặn được ICBM của Mỹ, nhưng ngược lại thì không. Mọi hệ thống đánh chặn của Mỹ bị vô hiệu hóa bởi tên lửa siêu thanh và ngư lôi hạt nhân, do đó có thể nói Nga thắng hay không trong cuộc chiến hạt nhân với Mỹ thì không chắc, nhưng chắc chắn Mỹ sẽ không bao giờ thắng nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân với Nga. Khi sự bất khả xâm phạm bị sụp đổ thì Mỹ chỉ có thể kích hoạt điều 5 trên chiến trường châu Âu khi chỉ khi nước Mỹ an toàn. Do đó, Mỹ phải suy nghĩ hai lần trước khi đối đầu trực tiếp với Nga là logic tư tưởng chiến thuật và chiến lược. Và có lẽ Putin thừa biết nội dung suy nghĩ hai lần đó thế nào nên có tuyên bố thản nhiên như đã biết. Bây giờ tình thế ngược lại khi Nga với hệ thống phòng không đánh chặn mang tên S-500 được đưa vào thực chiến, thì sự bất khả xâm phạm của Nga khả thi và hiện thực hơn Mỹ. Bảo bối này cho phép Nga hành động rất mạnh tay. Qua các tuyên bố về lằn ranh đỏ, kiểu Nga tấn công phủ đầu trong chiến lược an ninh quốc gia, học thuyết sử dụng các vũ khí là những điều mà trước đây Liên Xô chưa dám làm. Rõ ràng các thành viên NATO dựa vào ô an ninh hạt nhân của Mỹ để quấy nhiễu khiêu khích Nga, mà nay ô an ninh hạt nhân đó bị thủng, Mỹ có thể bại trận trong cuộc chiến hạt nhân. Nếu xảy ra với Nga thì các thành viên NATO có dám chắc Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật để xóa sổ họ. Thứ hai, ưu thế quân sự. Ưu thế quân sự được xác định bởi hai yếu tố là thế và lực. Và trong chiến tranh hiện đại, vũ khí công nghệ cao thì vũ khí mới tiên tiến quyết định lực và cả thế. Người Nga đã nắm trong tay hai loại vũ khí mới mà Mỹ, NATO không hoặc chưa có là vũ khí siêu thanh và ngư lôi. Bộ ba hạt nhân chiến lược của Mỹ đã tụt hậu so với Nga. Từ năm 1990 đến nay, bộ ba hạt nhân chiến lược của Mỹ chưa có gì thay đổi, trong khi Nga đã thay đổi mới đến 85%.
cuối cùng nói về lực lượng trên bộ, trong khi người Nga đã khôi phục lại huấn luyện những quân đoàn, sư đoàn cơ động, thì Mỹ, NATO trong tổ chức thực lượng, lực lượng đã loại bỏ cấp đội hình đó khi còn cấp lữ đoàn, tiểu đoàn. Việc tổ chức lực lượng này nói lên điều gì? Đó là Nga xây dựng đội hình tấn công quy mô cấp chiến dịch với đối tượng tác chiến là NATO trên chiến trường châu Âu, trong khi Mỹ, NATO chỉ xây dựng đội hình chống khủng bố. NATO khiên thủng. Chưa và không cần nói về khả năng phòng thủ đánh chặn hay tên lửa tầm trung của Nga, mà ngay cả các máy bay tấn công của Nga, NATO cũng không có khả năng đánh chặn vì hệ thống phòng không quá khiêm tốn. Đơn giản lâu nay, NATO với tư tưởng quá ỷ lại ô hạt nhân Mỹ, nói cách khác là ngủ quên trên chiến thắng, cho rằng chỉ NATO mới mang máy bay phóng tên lửa vào kẻ khác, chứ không hề nghĩ rằng có ai đó đem máy bay và phóng tên lửa vào mình. Vì vậy, chế tạo sản xuất ra các loại vũ khí phòng không thì Nga luôn là quốc gia đứng đầu và dĩ nhiên sẽ có hệ thống phòng không hùng mạnh tiên tiến hiện đại. Kết luận, như vậy có thể nói tuyên bố của Putin rất thản nhiên như không, nhưng đã buộc Mỹ, NATO phải tổ chức biên chế lại lực lượng, thay đổi tư tưởng tác chiến về tấn công và phòng thủ khi mất ưu thế quân sự trước Nga và sụp đổ về huyền thoại bất khả xâm phạm. Và suy nghĩ hai lần trước khi khiêu khích Nga. Rõ ràng tuyên bố này, Tổng thống Putin công khai rằng Nga nắm trong tay quyền tấn công trước và đặc biệt chỉ thẳng học thuyết quân sự của các anh đã lỗi thời. Điều năm NATO với Nga chỉ là giấy thùng rác. Sự thật gây sốc, uất ức vì mua F-35 đều. Chính đồng minh Mỹ bơm tiền cho Nga làm Su-75. Không phải ngẫu nhiên Su-75 được cho ra mắt ở thời điểm hiện tại, mà chính một đồng minh của Mỹ vì uất ức nên phải đi đặt hàng của Nga để chế tạo tiêm kích thế hệ 5 hoàn toàn mới. Su-75 sản xuất tốt, bán hàng hay. Buổi ra mắt chính thức tiêm kích tàng hình một động cơ Su-75 của Nga đã gây được tiếng vang trong và ngoài nước, với phần lớn thành công nhờ vào chiến dịch quảng bá khéo léo. Những kẻ ganh ghét buông lời chế giễu, nhưng với những khách hàng từ lâu mong mỏi một chiến cơ mới, sự xuất hiện của Su-75 khiến họ cảm thấy phấn khích. Ngay từ đầu, Nga dường như đã nhắm Su-75 đến một số quốc gia tiềm năng, nhưng câu hỏi quan trọng nhất vẫn là quốc gia nào sẽ chắc chắn với lựa chọn mua sắm của mình. Su-75 sẽ có giá từ 25 đến 30 triệu USD, điều này khiến cho tiêm kích mới được mệnh danh là F-35 dành cho khách hàng bình dân. Su-75 dường như là một ý tưởng ra đời trên góc độ kinh tế học. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại máy bay một động cơ, nhưng không có loại máy bay một động cơ thế hệ thứ 5 nào có mức giá phải chăng và hợp lý như vậy. Có thể nói, Rotech đã có cách tiếp cận rất thực tế với chiến dịch quảng bá tốt. Khách hàng sẽ cảm thấy ấn tượng rằng Nga cuối cùng không chỉ tạo ra một thiết bị thực sự xuất sắc mà kỹ năng bán hàng cũng rất thành thạo. Nhà tài trợ bí ẩn cho tiêm kích Su-75 là ai? Nếu phân tích video quảng bá Su-75, rõ ràng Rotech đang nhắm đến Ấn Độ, Việt Nam, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Argentina. Tập đoàn vũ khí Nga có những cơ sở nhất định để chọn ra tệp khách hàng này. Tiêm kích F-16 của Mỹ bắt đầu sản xuất từ năm 1975, trong khi chiếc Sharp GAS-39 của Thụy Điển ra đời vào năm 1997, chúng đều không phải máy bay mới. GF-17 của Liên doanh Trung-Pakistan thì mới hơn khi mới đi vào hoạt động từ năm 2007, nhưng chất lượng chỉ dừng ở mức Trung-Pakistan. F-35 vẫn trong giai đoạn phát triển và gặp quá nhiều vấn đề từ giá thành đến lỗi kỹ thuật. Mức giá 80 triệu USD cho một chiếc iPhone bay có vẻ hơi đắt đối với nhiều người, chưa kể đến bảo trì cũng tốn chi phí không kém. Trong bối cảnh đó, Su-75 hoàn toàn mới với giá trị 25-30 triệu USD sẽ đáp ứng nhu cầu rất lớn. Khi mua một thiết bị quân sự, mỗi quốc gia đều tính toán kỹ. Chúng sẽ được sử dụng ở đâu và chống lại ai? Các quốc gia được giới thiệu trong quảng cáo của Rotech đều không có hiềm khích gì với Mỹ hay NATO. Điều đó có nghĩa là một tiêm kích đa năng hạng nhẹ là đủ để giải quyết những vấn đề họ đang đối mặt. Tự chung lại, chúng ta có các dữ kiện như sau. Một chiếc máy bay đầy hứa hẹn với tính năng ổn, phù hợp cho một thị trường ngách có nhu cầu lớn và ngay từ đầu đã được định vị là dành cho xuất khẩu. Vì không nhận vốn phát triển từ Bộ Quốc phòng, nên Su-75 được coi là sáng kiến riêng và mới được lên kế hoạch trong thời gian gần đây. Báo chí Nga đang suy đoán rằng rất có thể dự án này đã có khách hàng riêng ngay từ đầu, đó cũng là quốc gia tài trợ toàn bộ chương trình,
cái tên dường như là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Vì sao một đồng minh Mỹ lại tìm kiếm máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 ở Nga, trong khi F-35 là lựa chọn không thể ổn hơn? Câu trả lời đến từ mối quan hệ phức tạp giữa UAE với nước láng giềng Israel. Khách hàng nước ngoài đầu tiên mua máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ đảm bảo ưu thế trên không so với bất kỳ đối thủ nào trong khu vực. Sau khi Tổng thống Joe Biden sắp lên nắm quyền, Mỹ đã ký hợp đồng cung cấp 50 chiếc F-35A với giá 10 tỷ USD cho UAE. Tuy nhiên, nhà sản xuất đã tinh chỉnh phiên bản Ả Rập của F-35 để có thể bị nhận diện trên radar của không quân Israel. Tàng hình nhưng vẫn phải chọn lọc, UAE tất nhiên không thể ưng ý với món hàng như vậy. Quay trở lại năm 2017, tại một cuộc triển lãm vũ khí ở UAE, người đứng đầu Rostec cho biết Nga đang đàm phán với Emirates về viễn cảnh cùng phát triển một máy bay chiến đấu hạng nhẹ thế hệ thứ 5 dựa trên MiG-29 sẽ trình làng trong khoảng 7-8 năm tới. Giờ đây, một máy bay hạng nhẹ thế hệ thứ 5 dựa trên Su-57 xuất hiện, có lẽ đó không phải điều ngẫu nhiên. Có một chi tiết đáng chú ý khác củng cố luận điểm này. Nga và UAE đã có kinh nghiệm hợp tác vũ khí cùng nhau từ trước. Quốc gia Ả Rập đã đặt hàng hệ thống phòng không Patriot F1 và sử dụng khá thành công, bất chấp quan hệ thân thiết với Mỹ. Nga ra đòn đẳng cấp, tiêm kích Su-75, cái tát trời giáng vào tham vọng của Bắc Kinh. Theo chuyên gia Wei Dongsu, Su-75 Checkmate sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với máy bay chiến đấu tàng hình tầm trung J-31 của Trung Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế. Su-75 Nga, nước cờ chiếu tướng J-31 của Trung Quốc. Checkmate chiếu tướng hay Su-75, dòng máy bay chiến đấu thế hệ 5 hoàn toàn mới của Nga, do hãng Sukhoi phát triển, vừa làm mưa làm gió tại lễ khai mạc triển lãm hàng không quốc tế hôm 20 tháng 7 vừa qua ở ngoại ô thủ đô Moscow, được đánh giá sẽ tạo ra một trở ngại vô cùng to lớn đối với chiến đấu cơ tàng hình J-31 của Trung Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế. Chiếc tiêm kích mới nhất của Nga trang bị một động cơ có tốc độ tối đa từ Mach 1.8 đến Mach 2, tầm bay 3.000 km và trọng tải 7.400 kg. Theo kế hoạch dự kiến, nguyên mẫu đầu tiên sẽ cất cánh vào năm 2023 và hoạt động chuyển giao hàng có thể thực hiện vào năm 2026. Về phía Trung Quốc, chiếc máy bay phản lực hai động cơ thế hệ mới J-31 của nước này có trọng lượng cất cánh tối đa 28.000 kg và tổng lực đẩy 24 tấn. Năm 2020, tầm bắn tối đa của J-31 được mở rộng lên 1.250 km. Máy bay cũng có khả năng hành trình với tốc độ siêu thanh. Đây là chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5, đa chức năng, hai động cơ, được sản xuất bởi tập đoàn chế tạo máy bay Thẩm Dương, một đối tác của tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc AVIC. Theo nhiều nguồn thông tin công khai, J-31 có khả năng yểm trợ cho các hoạt động không chiến tầm gần, ném bom và đánh chặn đường không. Tốc độ trung bình của J-31 là khoảng 2.200 km/h và có thể đạt tầm bay tối đa hơn 2.000 km, trong trường hợp được lắp các thùng nhiên liệu ngoài. Tuy nhiên, theo chia sẻ của Wei Dongsu, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, trên tờ Global Times hôm thứ Tư, thì Checkmate sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với máy bay chiến đấu tàng hình tầm trung J-31 của Trung Quốc trên thị trường vũ khí quốc tế. Sức hấp dẫn tuyệt đối của Su-75 so với J-31. Nhận xét của Wei Dongsu không phải là không có cơ sở thực tiễn. Những năm gần đây, mặc dù tầm vóc toàn cầu của Trung Quốc ngày càng phát triển, nhiều người đã kỳ vọng hoạt động xuất khẩu vũ khí sẽ tương xứng với vị thế của nước này trên trường quốc tế. Thế nhưng sau nhiều thập kỷ cố gắng, điều đó đã không xảy ra với Bắc Kinh. Theo cơ sở dữ liệu, buôn bán vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế, từ năm 2000 đến 2020, Trung Quốc chỉ xuất khẩu được số máy bay quân sự trị giá 7,2 tỷ USD. Máy bay chiến đấu của Trung Quốc không thoát ra được khỏi thị trường cốt lõi tương đối. Trong những năm 1990, khách hàng lớn nhất của Bắc Kinh là Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Triều Tiên và một số nước châu Phi. Danh sách này vẫn tồn tại cho tới tận ngày nay. Năm 2018, một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đã chỉ ra rằng, kể từ năm 2010, 63,4% doanh số bán vũ khí thông thường của Trung Quốc là sang Pakistan, Bangladesh và Myanmar. Các máy bay chiến đấu mới của Trung Quốc với tính năng tàng hình giúp chúng tránh bị radar phát hiện.
chẳng hạn như J-20 và J-31 cũng đã xuất hiện trên thị trường trong những năm gần đây, nhưng không có bất kỳ tin đồn nào về sự quan tâm của quốc tế. Nhiều chuyên gia tin rằng lý do chính của tình trạng bi đát này có thể xuất phát từ mối quan hệ không thân ái của Trung Quốc với các nước lớn. Trong khi đó, ông Alexander Mikheyev, giám đốc điều hành tập đoàn xuất khẩu vũ khí nhà nước Nga, từng cho biết hồi đầu tháng 6 năm 2021, ít nhất 5 khách hàng tiềm năng đang bày tỏ sự quan tâm tới tiêm kích tàng hình Su-57 của Moscow. Mặc dù không tiết lộ thông tin cụ thể, nhưng đã xuất hiện một số đồn đoán rằng Algeria, Trung Quốc, Ai Cập, Việt Nam, Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar là những quốc gia nằm trong danh sách này. Giờ đây, khi Sukhoi chính thức tiết lộ checkmate, thì sức hấp dẫn của các máy bay Nga còn lớn hơn nhiều. Việc tận dụng các công nghệ của Su-57 dường như là một trong những nền tảng để phát triển checkmate. Đây là yếu tố không chỉ góp phần giảm chi phí phát triển, mà khi kết hợp với phương pháp thiết kế sẽ cho phép khách hàng tiềm năng được tùy chọn loại cảm biến phù hợp với yêu cầu riêng của họ. Tại lễ khai mạc 2021, Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov đã rất hào hứng tuyên bố thị trường chủ chốt của checkmate sẽ là Ấn Độ, Việt Nam, Châu Phi, đồng thời đưa ra con số dự báo về nhu cầu cho loại tiêm kích này là trên 300 chiếc trên phạm vi toàn thế giới. Giá của Su-57 cũng cực kỳ hấp dẫn. Chiếc máy bay phản lực này có giá ước tính từ 25 đến 30 triệu USD trên một chiếc. Trong khi đó, J-31 của Trung Quốc có giá lên tới 70 triệu USD mỗi chiếc.